Nếu có một công thức rất đơn giản có thể giúp cho các anh chị thành công vượt bậc, các anh chị có áp dụng công thức đó hay không? Các anh chị cũng biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có nhiều cái sự chi phối. Và con người của chúng ta tới ngày hôm nay, chúng ta có con người hiện tại, có tất cả những gì hiện tại đều do những cái thói quen mà chúng ta đã thâu thập được trong vòng bao nhiêu năm qua. Và thói quen rất khó đổi. Khi chúng ta làm một công việc mới, đặc biệt là khi chúng ta hợp tác với công ty New Skin, thì chúng ta muốn thành công. Và chúng ta cũng ý thức được rằng việc thành công không phải là việc dễ. Chúng ta ý thức rằng để thành công trong công việc này giống như tất cả những công việc khác, thành công không phải là việc dễ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể áp dụng một công thức đơn giản nào đó để chúng ta có thể gặt hái được cái sự thành công? Và biết rằng để thành công chúng ta phải cố gắng hết sức. Trên con đường thành công, chúng ta luôn luôn có những cái sự chi phối, chúng ta luôn luôn gặp những cái sự trở ngại, chúng ta luôn luôn gặp những cái sự thử thách. Và ở những cái giai đoạn đó, ở những cái khúc quanh đó thì chúng ta có những cái phản ứng. Và dựa theo những cái phản ứng của chúng ta thì chúng ta có thể tạo được cái kết quả chúng ta muốn hay không. Thường thường khi chúng ta gặp những khó khăn á, thì con người chúng ta có 4 phản ứng. Phản ứng thứ nhất là chúng ta đổ lỗi. Đây không phải là lỗi của tôi, đây là lỗi chỗ khác. Thành ra là chúng ta luôn tìm cách đổ lỗi. Đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho upline, đổ lỗi cho downline, đổ lỗi cho công ty, đổ lỗi cho sản phẩm, đổ lỗi cho thị trường. Tức là đủ hình thức để chúng ta đổ lỗi. Đây không phải là lỗi của tôi. Đó là phản ứng thứ nhất. Phản ứng thứ hai là chúng ta biện hộ. Khi mà chúng ta biết rằng mình đã làm sai, thay vì chấp nhận thì mình nói rằng là mình tìm đủ mọi cách để mình biện hộ cho cái sự sai trái của mình. Và cái phản ứng thứ ba, đó là chúng ta có cái cảm giác gọi là tự kỷ. Chúng ta than thân trách phận, nói rằng tôi chậm chạp, tôi ngu si, tôi dở. Thành ra chúng ta nhìn vào chính bản thân mình để chúng ta than thân trách phận và tự kỷ. Và cái phản ứng cuối cùng, đó là chúng ta nhận trách nhiệm. Thành ra là khi chúng ta còn đổ lỗi, khi chúng ta còn biện hộ, khi chúng ta còn tự kỷ, ba hành động này không giúp chúng ta thành công được. Chỉ có cái phản ứng duy nhất, đó là nhận lấy cái trách nhiệm của mình. Khi mà mình nhận lấy trách nhiệm, tức là mình chấp nhận tìm cách vượt lên chính bản thân mình để đạt được cái sự thành công. Thì tất cả những người thành công, họ là người luôn luôn chịu trách nhiệm. Đi trễ, tôi là người chịu trách nhiệm. Không có kết quả, tôi là người chịu trách nhiệm. Mình không có đổ lỗi cho kẹt đường, mình không có đổ lỗi cho tất cả những cái khác. Mình chấp nhận những cái trách nhiệm này để chúng ta có thể thay đổi. Và qua đó chúng ta vượt lên chính bản thân mình để vươn tới thành công. Vậy thì ngày hôm nay cái thử thách cho tất cả các anh chị, tất cả mọi người đều có cái xu hướng muốn thành công và thành công lớn. Vậy thì các anh chị có sẵn sàng chấp nhận mọi trách nhiệm về mình hay không? Các anh chị có sẵn sàng nhìn mọi việc, mọi thử thách và tìm cách vượt qua nó và nhìn vào chính bản thân mình và nói rằng tôi là người chịu trách nhiệm cho tất cả những cái lời nói, tư duy, hành động của tôi. Và tôi là người chịu trách nhiệm cho cái kết quả, dù tốt hay xấu. Và chúng ta chỉ có chọn lựa được một chọn lựa duy nhất. Đó là chịu trách nhiệm cho tất cả lời nói, hành động và kết quả của mình. Và đó là cái chọn lựa thông minh của những người thành công. Mến chúc anh chị có đủ can đảm để luôn luôn nhắc nhở mình tìm tới sự chọn lựa đúng đắn nhất. Chúc anh chị thành công.